Ronaldo nói thẳng về khả năng trở lại MU sau World Cup. Nhà báo Piers Morgan tiếp tục công bố chi tiết của phỏng vấn với Cristiano Ronaldo về tương lai của mình tại Old Trafford. CR7 cho hay: "Thật khó để tôi nói ra điều này, nhưng có lẽ tôi sẽ không trở lại Manchester United. Thế nhưng, như bạn nói, hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Nhưng như tôi đã nói với các bạn trước đây, những người hâm mộ dành cho tôi sẽ luôn ở bên tôi, sẽ luôn ở trong trái tim tôi." Ronaldo tiếp tục: "Tôi thấy trong những ngày tôi đi trên đường phố, tình yêu, sự đam mê mà mọi người dành cho tôi, sự tôn trọng. Tôi hy vọng rằng họ sẽ không bao giờ quên những điều mà tôi sẽ tiếp tục làm, không chỉ là trong quá khứ mà cả ở hiện tại nữa. Manchester sẽ luôn đứng về phía tôi. Người hâm mộ sẽ luôn đứng về phía tôi. Không quan trọng chuyện gì sẽ xảy ra, và tôi đánh giá cao tình yêu mà họ luôn dành cho tôi. Ngay cả khi không còn chơi bóng, ngay cả khi họ chỉ trích tôi, họ sẽ luôn..."